Xin chào các bạn nhỏ. Chào mừng các bạn nhỏ đã đến với kênh Kể chuyện cho bé. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với câu chuyện Kỳ nghỉ Halloween của Mie. Xin mời các bạn nhỏ hãy cùng lắng nghe nha. Kỳ nghỉ Halloween của Mie. Mie là một cô bé nhỏ sống trong một ngôi nhà ở ngoại ô thị trấn. Cô bé năm nay 5 tuổi rồi và cô quyết định tham gia lễ hội Halloween đầu tiên của mình. Mie rất thích trang phục ma quái, vì vậy cô quyết định mặc một chiếc váy và đội mũ phù thủy. Cô cảm thấy rất hào hứng và lo lắng. Vào tối Halloween, Mie đi xin kẹo cùng với những người bạn của mình. Cô tự hào với trang phục và cảm thấy tự tin khi gõ cửa những ngôi nhà trang trí đẹp và đáng sợ. Cô bé nhận được nhiều kẹo ngon và cười đùa cùng bạn bè. Tuy nhiên, sau một thời gian, Mie đi cùng bạn bè đến một ngôi nhà tối om và đáng sợ hơn một chút. Cửa mở ra và một người phụ nữ trong nhà trang điểm ma quái nói: "Chào các em, chúc mừng Halloween. Các em có dám đến nhận một món quà đặc biệt không?" Mie và bạn bè cảm thấy hơi run và hồi hộp, nhưng vẫn đồng lòng đồng ý. Người phụ nữ trao cho từng người một hộp quà. Khi Mie mở hộp quà của mình ra, cô nhận thấy một viên kẹo to bằng hình nụ cười. Người phụ nữ nói: "Viên kẹo này là một viên kẹo đặc biệt. Nó sẽ đem lại hạnh phúc và niềm vui cho bất kỳ ai đón nhận nó. Hãy nhớ, Halloween không chỉ đáng sợ mà còn có cả tình bạn và niềm vui nữa." Mie rất vui và biết ơn về món quà đặc biệt này. Cô và bạn bè của mình tiếp tục tham gia lễ hội và từ đó Mie hiểu ra rằng Halloween thực sự là một dịp để chia sẻ niềm vui và tạo ra những kỷ niệm đáng nhớ. Câu chuyện trên đã nhấn mạnh tinh thần về lễ hội Halloween là thời điểm để tận hưởng niềm vui, chia sẻ và tạo ra những kỷ niệm đáng nhớ đấy các bạn nhỏ ạ. Các bạn nhỏ ơi, vậy là câu chuyện ngày hôm nay của chúng ta đã kết thúc rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào các câu chuyện lần sau nha. Bye bye!